Cảm ơn quý vị vẫn giữ nguyên băng tần 18.14 của đài CBN. Và bây giờ Mỹ Vân xin mời tất cả quý vị cùng đến với bản tin Văn nghệ và Cộng đồng qua phần trình bày của xứ ngôn viên Ngọc Thủy. Thưa quý vị, chương trình trao đổi qua Secret Sister trên Facebook là một vụ lừa đảo. Tin từ New York, đài CBC News cho biết một chương trình trao đổi qua hiện đang lưu hành trên mạng xã hội mang tên là Secret Sister hoàn toàn chỉ là một vụ lừa đảo. Chương trình Secret Sister cam kết sẽ gửi từ 6 đến 36 món quà cho bất cứ ai gửi một món quà trị giá là 10 Mỹ Kim đến một địa chỉ nhất định. Tuy nhiên, CBS News cho biết những người tham gia đã bị thất vọng khi chỉ nhận lại được rất ít quà hoặc hoàn toàn không có gì. Vụ lừa đảo nói trên trở nên phổ biến vào khoảng cuối năm 2015 và Cơ quan Kiểm tra Bưu điện Hoa Kỳ, gọi tắt là USPIS, cho biết là vụ lừa đảo này là một âm mưu theo kiểu kim tự tháp, tức là pyramid scheme. USPIS giải thích rằng chỉ những người đứng ở đỉnh của kim tự tháp là được hưởng lợi và chỉ có họ mới nhận được những vật phẩm được hứa hẹn và những người ở tầng thấp hơn sẽ không nhận được gì trừ khi họ thu hút được thêm người tham gia. Bên cạnh đó, Văn phòng Cải thiện Kinh doanh gọi tắt là BBB, một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu giúp giới tiêu thụ hiểu rõ hơn về giới kinh doanh, cho biết là Secret Sister là một chương trình bất hợp pháp. BBB cho biết bất kỳ hình thức nào, dù là qua điện tử hay mạng xã hội, đều là bất hợp pháp khi công ty hoặc tổ chức nào đó cam kết sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể nếu những người tham gia đưa cho họ một số tiền. Cũng theo đài CBS, những người đã tham gia Secret Sister không chỉ mất 10 Mỹ Kim mà còn cung cấp cho những kẻ lừa đảo địa chỉ nhà của họ, dẫn đến nhiều rắc rối hơn trong tương lai. Kính thưa quý vị, bệnh bại liệt hiếm gặp bùng phát ở trẻ em Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh được viết tắt là CDC cho biết, tính đến thời điểm này trong năm nay, tổng cộng đã có 90 người tại 27 tiểu bang mắc phải căn bệnh thần kinh hiếm gặp, giống như bệnh bại liệt viêm tụy cấp tính, còn được gọi là AFM. Con số này đã tăng từ 72 trường hợp được báo cáo vào tuần trước, và hiện CDC đang điều tra thêm 162 trường hợp AFM tiềm năng. Hầu hết tất cả các bệnh nhân đều là trẻ em dưới 18 tuổi. Các viên chức vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh cũng như nguyên nhân khiến số lượng bệnh nhân gia tăng đột biến gần đây. AFM là một căn bệnh ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là vùng tủy sống được gọi là chất xám. Bệnh này làm cho các cơ và những phản xạ trong cơ thể trở nên yếu đi hoặc thậm chí là bị tê liệt. Các trường hợp AFM đều có dấu hiệu phát hiện bệnh là hiện tượng tay chân yếu đi đột ngột, cũng như mất trương lực cơ và phản xạ. Và trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể sẽ phải dùng máy thở để hô hấp. Các triệu chứng của AFM khá tương đồng với các triệu chứng của bệnh bại liệt, là bệnh có thể chữa được ở Hoa Kỳ nhờ vaccine bại liệt. Tuy nhiên, CDC nhấn mạnh rằng các bệnh nhân bộc lộ những triệu chứng này đều không có virus bại liệt. Thưa quý vị, nhà kim hoàng Harry Winston mua viên kim cương Pink Legacy với giá là 50 triệu Mỹ Kim. Vào hôm thứ Ba, 13 tháng 11, nhà đấu giá Christie cho biết Pink Legacy, một viên kim cương nặng gần 19 carat, được mua bởi hiệu đá quý cao cấp Hoa Kỳ là Harry Winston với giá là 50,375 triệu franc Thụy Sĩ, tương đương với 50 triệu Mỹ Kim thưa quý vị. Thương hiệu Harry Winston thuộc sở hữu của Swatch có CEO là bà Nia Hayek, con gái của nhà sáng lập Watch Nicholas Hayek. Sau khi được bán thì viên kim cương đã nhanh chóng được đổi tên thành The Winston Pink Legacy và được thêm vào bộ sưu tập trang sức quý hiếm. Ông François Corian, chủ tịch của Christie cho biết doanh thu bán đồ trang sức Geneva trong nửa năm là 110 triệu Mỹ Kim với 86% số trang sức được bán đã về với chủ mới. Trong đó có 11 người mua với giá hơn 1 triệu Mỹ Kim. Viên kim cương Pink Legacy được xếp loại Vivid. Đây là cấp độ cao nhất cho màu hồng của kim cương. Viên đá quý tinh khiết có một vết cắt hình chữ nhật và được đính trên một chiếc nhẫn bạch kim. Pink Legacy từng thuộc sở hữu của gia đình Oppenheimer. Gia đình này đã xây dựng De Beers trở thành công ty kinh doanh kim cương lớn nhất thế giới. Trước khi được đấu giá, viên kim cương được ước tính có khoảng là 30 đến 50 triệu Mỹ Kim. Danh tính của người bán không được tiết lộ. Ông Corio cho biết
có ít nhất là 5 người đấu giá qua điện thoại cho viên đá màu hồng. Những người thắng cuộc là một đại diện của Harry Winston ngồi ở hàng ghế đầu. Ông Raku Kadakir, tướng bộ phận trang sức quốc tế tại Christie cho biết, một nhà sưu tập châu Á nổi tiếng đã đấu giá trực tiếp với số tiền ít hơn, thưa quý vị. Wow, viên kim cương lớn quá. Nếu mà Mỹ Vân mua về, Mỹ Vân để đâu ha? Mỹ Vân không biết để đâu, tại vì để đâu chắc cũng sẽ bị ăn cắp. Chắc chắn là Mỹ Vân sẽ không mua đâu. Viên kim cương rất là đắt giá. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin trong ngày. Mỹ Vân và Ngọc Thủy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức lần sau.